Hello, chào mừng mọi người đang quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Mang Minh Phúc này mọi người ơi. Và hôm nay ba anh em mình sẽ vào rừng sinh tồn đó mọi người. Và đây, ở phía sau mình đó các bạn, đó là hai đứa em của mình. Và ba anh em sẽ tiếp tục sinh tồn trong rừng núi mọi người nha. Mọi người nhớ theo dõi nha, tại vì clip của mình hôm nay là chủ yếu là vào rừng để giới thiệu những cái thức ăn trong rừng núi cho mọi người xem. Chính vì vậy mà mọi người theo dõi clip này thật nhiều nha, để biết chúng tôi sống như thế nào trong rừng núi mọi người nha. Đây các bạn, đây là Minh Hải nè. Minh Hải đang chụm bếp nấu ăn nha mọi người. Còn về phía bên này mọi người coi nè, đây những đồ đạc mà anh em như tôi sẽ sinh tồn trong 2-3 đêm mọi người nha. Bên kia thì bá Văn Yêu nè. Đây bá Văn Yêu đang chống nảnh mọi người nha. Dòm gì yêu. Xin chào các bạn, đây mình chặt cây lá làm đũa để tất cả để ăn cơm làm đũa. Đây là mình dùng. Đây mình chặt cái lá này dùng để làm đũa để góp cho nó đều. Lẹ như vậy cứ ngại được khớp lẹ quên luôn nha, cục cắt nữa. Các bạn ơi, đây là mình đang gọt đuổi đuổi nha các bạn. Trên rừng núi thì mình có thể dùng cái miếng là ai như vậy đó các bạn, mình có thể làm đuổi đuổi để sinh hoạt trong rừng núi mọi người. Đây Phúc với lại bạn của mình cũng là em thôi, đó là Yêu. Bữa nay ba anh em vào rừng sinh tồn là nói chung là gặp những cá là cái gì mọi người, những con gì mà có thể chúng tôi ăn được là chúng tôi sẽ bắt xào ăn và sinh tồn. Mọi người theo dõi clip này nha mọi người, nhớ like mình nha.
Hello mọi người ơi, giờ trời cũng đã tối rồi thì tối nay anh em cho tôi sẽ đi soi đèn bắt cá đêm cho mọi người nha. Để có thức ăn trong rừng như thế này là cho tôi sẽ tiến hành là đi soi mò bằng tay bắt cá đêm các bạn. Các bạn theo dõi clip này nha. Ở cái khúc này cũng đá nhiều nha. Đây soi đèn đi từ từ thôi. Bên này có cái khe đá nhỏ này, đó, nó chui vô thẳng bên trong này là được đó. Mọi người ơi, giờ anh em chúng tôi cũng đã gần tới chỗ mà chúng tôi xòe soi bắt cá mồi nha. Đây mọi người thấy đây cá này đấy, đó hại nó từ từ nó mò bắt mồi nhá. Đấy, đó cá nhỏ nhỏ mồi nhá. Rồi cá à. Đâu rồi, ôi trời. Đó các bạn có thấy không, buổi tối mà anh em như tôi mò bắt cá nha các bạn. Rồi có một con các bạn. Đưa lên đó mọi người thấy không, hại rất giỏi đúng không, buổi tối mà anh em đi mổ bắt cá được nè mọi người. Đó mọi người thấy không, đó đây đây có nè, có hai nè con này. Đây này đó từ từ bắt thôi, cái đó cho lại nhìn thật là cục quay đỡ mình nè. Đây hai đó bên này nữa đi nè, đó từ đó là cá này hơi lớn nè, hai nè cá này. Mọi người thấy như buổi tối anh em như tôi cũng mò bắt cá nha mọi người. Đó, thức ăn anh em như tôi sinh tồn trên rừng núi là toàn là ăn những cá trên rừng núi, mà đặc biệt là anh em như tôi soi đèn mà bắt mò bắt bằng tay nha mọi người. Đưa này là cá lú này. Đó có mưa đây. Đó, bên này có con. Đây. Đó thấy. Mọi người theo dõi clip này nha, thấy không? Trên rừng núi vậy đó. Đó, buổi tối mà soi đèn bắt được cá chạy hả? Đây nè, đây chạy qua bên này hả nè. Cứ từ từ thôi, mò từ từ thôi. Đó. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Được hả? Đâu đưa lên cái cho mọi người xem nè. Thấy không? Thấy cái giỏi không? Đâu đưa lên mới được chứ. Đó, đúng rồi, giỏi quá. Đây là yêu nha mọi người. Đó. Đó. Mò mắt cứ từ từ thôi. Giờ cục đá đưa lên là được nè. Trời. Tìm mấy cái khe đá mà nó hay ở đó. Coi soi lại coi thấy không? Đó. Trời ơi được cá mọi người ơi. Đây nè, coi lại cho mọi người xem nè, đó là cá mọi người, đó. Tuy là nó nhỏ nhưng mà khéo với tay là mới bắt được nha mọi người nha. Tại vì đây là buổi tối mà. Đó thấy không? Đâu có nữa có hại. Đưa cho mọi người xem nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó cá nha mọi người. Ngon lắm rồi. Đó. Được không có. Có xoan không? Đây các bạn nha, đây là cá mà ba anh em vừa mới đi mò bắt được mọi người. Thì buổi tối á mọi người, đi cũng hơi khó bắt lắm. Cá này mình chỉ bắt đủ sáng mai anh em nấu ăn để tiếp tục đi kiếm thức ăn nữa nha mọi người nha. Tại vì trong rừng thì chỉ có những ăn uống của cá là gì trong rừng thôi. Đây mọi người, đây là cá đi nối nha. Đây. Có mấy con mà. Đó.